ngày 10 tháng 6 năm 2023. Thì đó là lá cờ vàng mà đã thấm máu của 300.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng ta cần phải kêu gọi anh em trẻ chúng ta nên dấn thân. Lá cờ này sát tồn tại và sát đời Việt Nam. Dù có một người chúng ta cũng phải đi rạng danh chính nghĩa quốc gia. Tận lưu đi riêng mình, cố gắng. Dù còn có một hai người cũng phải cầm cái ngọn cờ đó mà đi, chứ không bao giờ để cho Cộng sản nó rình đập. Ngày tổ chức là ngày 10 tháng 6 2023, thì mình cũng kêu gọi mong mỏi tất cả quý đồng hương của mình nếu mà có điều kiện thì đến Nữ Ước để dự cái lễ quan trọng này. Nếu mà chúng ta không đi thì Cảng Cộng sản Việt Nam đó có thể là nó xen vào cái vụ này. Mình đã tổ chức lâu rồi và nó cũng đã muốn chiếm lấy từ cái thời ông Tánh á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.